Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Tối qua, tại quảng trường Nhà hát tỉnh đã diễn ra lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 6. Dự lễ khai mạc đại hội có đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc, đồng chí Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Đặng Hà Việt, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành địa phương. Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao được mở đầu bằng các nghi thức rước cờ Tổ quốc, cờ đại hội, ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, diễu hành biểu dương lực lượng của các đơn vị tham gia đại hội. Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đã châm ngọn đuốc thắp sáng đai lửa truyền thống của đại hội. Phát biểu khai mạc đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Vũ Việt Văn, Trưởng ban chỉ đạo Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định, trong những năm qua, cùng với nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, tỉnh Vĩnh Phúc luôn quan tâm dành nguồn lực đầu tư hỗ trợ phát triển sự nghiệp văn hóa thể thao nhằm tăng cường sức khỏe, góp phần phát triển nguồn nhân lực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là ngày hội biểu dương sức mạnh của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh thông qua đại hội nhằm phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng, từ đó tuyển chọn những vận động viên xuất sắc để bổ sung lực lượng cho các đội tuyển thể thao thành tích cao của tỉnh tham gia thi đấu tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 9 năm 2022. Sau lễ khai mạc hôm nay, Ban tổ chức đại hội sẽ tiến hành tổ chức thi đấu những môn trong chương trình của đại hội. Tôi yêu cầu các trọng tài làm việc công tâm, khách quan và chính xác. Các vận động viên thi đấu hết mình với tinh thần đoàn kết, trung thực và cao thượng, phấn đấu đạt thành tích cao nhất. Với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng, Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 6 thu hút hơn 1.000 vận động viên, tranh 119 bộ huy chương của 16 môn thi đấu, gồm điền kinh trong sân, chạy việt dã, bóng đá nam, bóng bàn, cầu lông, vật dân tộc, bắn nỏ, pencastilat, bóng rổ, karate, cờ tướng, bóng chuyển hơi, bóng chuyển da, bơi lội, võ cổ truyền và quần vợt. Đại hội này thì đoàn Liên lạc của chúng tôi tham gia với số lượng là 15 trên 16 môn và chúng tôi đang là một trong đơn vị có số lượng huy chương vàng bạc đồng nhiều thứ hai của tỉnh. Hiện nay chúng tôi được 20 huy chương vàng, 15 huy chương bạc và 12 huy chương đồng. Chúng tôi đang phấn đấu là giành vị trí thứ hai của toàn đoàn. Các đại biểu và nhân dân được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề Vĩnh Phúc chắp cánh vươn cao. Chương trình được dàn dựng công phu, hoành tráng và hấp dẫn với sự thể hiện của các nghệ sĩ nổi tiếng và gần 1.000 người tham gia thể hiện bản sắc văn hóa truyền thống của đất và người Vĩnh Phúc, sự phát triển không ngừng của tỉnh Vĩnh Phúc nói chung và phong trào thể dục thể thao nói riêng, để lại ấn tượng sâu sắc đối với khán giả. Tôi cảm thấy rất hoành tráng và ấn tượng chương trình này. Ngày hôm nay em đến đây tham dự đại hội thì em thấy đại hội thể thao tỉnh Vĩnh Phúc mình rất là hoành tráng và ý nghĩa. Em chúc đại hội mình thành công ạ. Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 6 năm 2022 tạo ấn tượng sâu sắc, khơi dậy những tình cảm tốt đẹp của nhân dân Vĩnh Phúc đối với quê hương đất nước, với Đảng và Bác Hồ kính yêu, đồng thời thể hiện được tính nghệ thuật đặc sắc, đậm giá trị văn hóa và con người Vĩnh Phúc. Sáng nay, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên tổ chức phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 17, nhiệm kỳ 2022-2027. Đến dự có đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh, lãnh đạo đoàn các thời kỳ cùng 214 đoàn viên thanh niên tiêu biểu đại diện cho gần 250.000 đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh. Trong nhiệm kỳ qua, với việc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được những kết quả quan trọng, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Trong đó, tất cả các xã phường thị trấn đã xây dựng được một mô hình, giải pháp, tư vấn, giúp đỡ, hỗ trợ ít nhất một thanh niên yếu thế. Đoàn viên thanh niên đề xuất 75.000 ý tưởng, sáng kiến, huy động các nguồn vốn vay cho thanh niên qua các cấp bộ đoàn được 195 tỷ đồng,
hỗ trợ vốn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ cho 42 dự án với tổng kinh phí hỗ trợ 2,1 tỷ đồng. Đồng thời triển khai 15 công trình thanh niên cấp tỉnh, 135 công trình thanh niên cấp huyện, hỗ trợ giúp đỡ 12.600 thiếu niên nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn. Với khẩu hiệu hành động Tuổi trẻ Vĩnh Phúc khát vọng, tiền phong, bản lĩnh, đoàn kết, phát triển, đại hội lần này đã xác định các giải pháp để quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, hiện thực hóa mục tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 17. Huyện Sông Lô tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân năm 2022. Tại buổi đối thoại, nhân dân thẳng thắn bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất kiến nghị với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện Sông Lô quan tâm giải quyết một số vấn đề còn vướng mắc, trong đó đề nghị các cấp chính quyền quan tâm đầu tư, cải tạo, sửa chữa nâng cấp các tuyến kênh mương thủy lợi phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, giải quyết những vướng mắc về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại các điểm giao cắt, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông phục vụ nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, đấu nối, lắp đặt hệ thống cung cấp nước sạch và đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn. Với tinh thần cầu thị thẳng thắn, lãnh đạo huyện Sông Lô cùng các cơ quan chuyên môn của huyện tiếp thu, trao đổi và trả lời cụ thể những nội dung nhân dân quan tâm. Ở từng nội dung nhân dân kiến nghị, lãnh đạo huyện đã giao cho các cơ quan chức năng nghiên cứu, sớm giải quyết, đáp ứng tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân, đồng thời mong muốn nhân dân tiếp tục quan tâm, đóng góp ý kiến và đề xuất các giải pháp để cấp ủy chính quyền tháo gỡ khó khăn, tổ chức triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất. Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước năm 2022 cho hơn 200 đại biểu là cán bộ, công chức làm công tác bồi thường nhà nước ở các sở ban ngành, đại diện Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, các học viên được truyền đạt nội dung cơ bản về những điểm mới của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017, trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước, kỹ năng, nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước, đồng thời hướng dẫn các bước kỹ năng, nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước như xác định đối tượng được bồi thường và quyền yêu cầu bồi thường, thụ lý hồ sơ, cử người giải quyết bồi thường, xác minh thiệt hại, thương lượng việc bồi thường, quyết định giải quyết bồi thường, hoãn tạm đình chỉ giải quyết yêu cầu bồi thường, đình chỉ giải quyết yêu cầu bồi thường, chi trả tiền bồi thường, lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bồi thường, phục hồi danh dự, trách nhiệm hoàn trả, kỹ năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước. Tại lớp tập huấn, báo cáo viên còn đưa ra những tình huống cụ thể để các học viên trao đổi, thảo luận, thực hành giải quyết các vụ việc yêu cầu bồi thường nhà nước. Thông qua lớp tập huấn, giúp các đại biểu tiếp thu những kiến thức, kỹ năng, từ đó góp phần nâng cao nghiệp vụ trong công tác bồi thường nhà nước tại địa phương. Luật cư trú năm 2020 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 với nhiều quy định mới, cởi mở hơn về đăng ký thường trú, tạm trú cũng như thay đổi các phương thức quản lý cư trú. Sau hơn một năm triển khai thực hiện, lực lượng công an cơ sở đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào thực tiễn công tác, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả, đổi mới phương thức quản lý cư trú và tạo thuận lợi nhất cho người dân khi giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến cư trú. Ghi nhận tại xã Hoàng Đan, huyện Tam Dương. Tại nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký cư trú công an xã Hoàng Đan, huyện Tam Dương, hôm nay ông Lê Thanh Tuấn đến làm thủ tục xác nhận thông tin về cư trú sau khi tiếp nhận hồ sơ đối chiếu trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đúng thông tin thì thủ tục của ông Tuấn đã được giải quyết thuận tiện, nhanh chóng. Chỉ cần có thể có căn cước công dân thì đã được các anh bên công an đã giới thiệu, hướng dẫn là tận tình. Thế và làm cái thời gian làm nhanh để đảm bảo thuận lợi, tiết kiệm được thời gian cho mọi người dân. Còn đối với bà Phan Thị Thao đã gần một năm nay không phải lên trụ sở công an xã để làm các thủ tục liên quan đến cư trú. Chỉ cần vài động tác khai báo qua điện thoại, bà Thao đã hoàn thành các thủ tục khai báo lưu trú qua cổng dịch vụ công trực tuyến để khai báo cho người nhà khi đến lưu trú tại gia đình. Tôi được các anh công an của xã Hoàng Đan, huyện Tam Dương ấy, hướng dẫn khai báo trên điện thoại thì chúng tôi thấy rất là thuận tiện và hiệu quả. Sau hơn một năm triển khai thực hiện luật cư trú, công an xã Hoàng Đan đã tích cực tuyên truyền thông tin về luật cư trú đến nhân dân bằng nhiều hình thức, thiết lập mã QR code, in phát các tờ rơi tuyên truyền,
Đặc biệt, ngay sau khi Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội, Bộ Công an và Công an tỉnh có văn bản đề nghị các sở ngành địa phương phối hợp triển khai thi hành luật cư trú năm 2020, thực hiện một số nội dung như các phương thức sử dụng thông tin công dân thay việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, sử dụng các thông tin hiển thị trên ứng dụng VNEID. Công an xã Hoàng Đan đã có kế hoạch phối hợp với các ban ngành đoàn thể tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi cần làm các thủ tục liên quan đến lưu trú. Thực hiện cái công tác phối hợp này thì quản lý cư trú sẽ chặt chẽ hơn, minh bạch hơn và cũng giúp cho cơ quan quản lý nhà nước là giảm tải trong cái việc lưu trú, quản lý hồ sơ cũng như giấy tờ. Luật cư trú 2020 đang được thực hiện một cách hiệu quả nhận được sự đồng thuận của nhiều người dân. Trong thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tăng cường cán bộ chiến sĩ phục vụ người dân, đồng thời nâng cấp các trang thiết bị như máy tính, đường truyền Internet, tập huấn nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin để giải quyết kịp thời những sự cố, bảo đảm phục vụ người dân một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất.